Chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh Saigon House. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà diện tích là 5x20, mặt tiền 14m, sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ tới 70%. Và nhà này được kết cấu là một trệt một lầu. Đây là đường trước nhà. Đường này thông luôn trong khu dự án đã được quy hoạch bài bản và cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Dân cư xung quanh đã ở đông đúc. Đây là mặt trước của căn nhà. Nhà được thiết kế một trệt một lầu, 4 phòng ngủ. Và đây là căn mặt tiền. Lề đường là 3m, đậu xe hơi thoải mái luôn. Căn nhà này mình được thiết kế là hai lớp cửa, một lớp cửa sắt ở bên ngoài để bảo vệ và một lớp cửa kính cường lực ở bên trong. Có tổng cộng là hai lớp cửa. Nhà mình đang được hoàn thiện và dự kiến hoàn thiện trong tuần này, nhà sẽ rất là đẹp. Đây là phòng khách căn nhà, rất là thoáng. Ở đây mình sẽ trang trí một cái bức tranh phong thủy, có thể là bức tranh là mã đáo thành công, và sẽ trang trí được những cái đèn trang trí khác nữa, giúp cho cái phòng khách nó sẽ lung linh hơn. Và chỗ này mình sẽ để những cái tủ để mình có thể đựng được đồ, hoặc là đựng rượu, hoặc là các cái đồ quý giá. Bây giờ mình sẽ đi vào tham quan căn nhà. Đấy, phòng khách của căn nhà. Diện tích là 5x20, nhà rất dài, rất rộng. Có 4 phòng ngủ, một phòng ngủ ở bên dưới và 3 phòng ngủ ở bên trên. Chỗ này mình sẽ để một bức tranh, nhìn cầu thang đi xuống sẽ có một bức tranh phong thủy ở đây. Tiếp theo là khu vực bếp. Bếp của nhà mình thì nằm phía sau phòng khách, tách biệt với phòng khách. Và bếp cũng rất là rộng. Ở đây mình có thể nấu ăn thoải mái và có thể kê bộ bàn ăn ở đây dành cho gia đình. Bếp sẽ được thiết kế có tủ trên, tủ dưới. Mặt bếp là bằng đá granite. Phía sau mình có sân sau và một căn phòng để cho người lớn tuổi ở, hoặc là có thể dùng để cho khách ở khi mà khách tới chơi. Đây là khu vực phụ bếp. Chỗ này có thể để tủ lạnh. Từ trong nhìn ra ngoài rất là thoáng. Và căn của mình là mặt tiền. Trước nhà, đường trước nhà là 14m, đã lát gạch và đường là đường đổ nhựa. Khu dân cư được quy hoạch bài bản. Và trong khu dân cư này đang rất là phát triển, rất nhiều nhà đang xây dựng. Khu này đang phát triển cho nên là giá của đất đai sẽ tăng trong thời gian tới. Mình mua sớm thì sẽ rất là tốt. Nếu như mình mua ở những nơi mà đã thực sự phát triển rồi thì cái giá nó sẽ tăng ít hơn. Đây là phía sau. Phía bên trái là một căn phòng dùng để cho người lớn tuổi ở, hoặc là mình có thể dùng cho khách ở lại. Cửa ở đây mình sẽ làm cửa bằng nhôm và rất chắc chắn, bằng tính cường lực. Tất cả các cửa đều cách âm. Căn phòng này có cửa sổ cửa lùa ra bên hông, giúp cho căn phòng nó rất là thoáng, không bị ngột. Phía sau là cái sân. Sân sau ở đây mình có thể dùng để phơi đồ, rất là thoáng. Bên phải thì mình sẽ
có nhà vệ sinh. Không, nhà vệ sinh này ở bên trái. Căn này là hướng Tây Bắc. Nếu anh chị quan tâm về hướng nhà thì đây là hướng Tây Bắc. Căn nhà của mình đang được hoàn thiện, dự kiến hoàn thiện trong tuần này, sẽ rất là sớm thôi, thì căn nhà này sẽ rất là lung linh. Ở đây là cái nhà vệ sinh ở phía sau. Căn nhà này nằm gần chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số, đi trục đường quốc lộ 1A. Đây là khu vực bếp một lần nữa. Bếp rất là rộng. Tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình hoàn thiện. Và nếu như mình muốn mua căn nhà này thì có thể liên hệ sớm thì giá cả sẽ ưu đãi hơn lúc hoàn thiện. Đấy, khu vực phòng khách nhìn rất là rộng. Căn nhà này hoàn toàn là tách biệt, tường riêng hoàn toàn, không có chung đụng với bất kể một căn nhà nào khác. Ở đây là cầu thang, mình sẽ có đá granite màu đen, sẽ rất là sang trọng. Và tay vịn sẽ là gỗ căm xe, sẽ đánh bóng cái tay vịn này. Và bên hành lang, bên tường của cầu thang sẽ là kính cường lực chắc chắn. Mình sẽ lắp ráp kính cường lực vào bên tay vịn này. Đây, mình nhìn xuống phòng khách, từ cầu thang nhìn xuống phòng khách sẽ rất là sang trọng. Căn nhà này đang gấp rút được hoàn thiện. Đó là một bức tranh rất là lớn ở phòng khách, để tùy thuộc vào mình muốn làm bức tranh gì. Đây là phía trên của căn nhà. Ở trên mình sẽ có 3 phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ hướng ra mặt tiền. Phòng ngủ này rất là lớn. Đây là phòng ngủ chính của căn nhà. Đó, đều có cửa sổ và cửa chính đi ra ban công. Tiếp theo thì mình sẽ đi vô bên trong. Và kế bên cầu thang mình sẽ có một phòng ngủ nhỏ. Đây là một phòng ngủ. Diện tích căn nhà là 5x20, sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ 70%. Pháp lý hoàn toàn rất ok, có ngân hàng hỗ trợ là ok hết. Ở đây là cái nhà vệ sinh ở bên ngoài, có thể sử dụng cho 3 phòng luôn. Nhà vệ sinh rất rộng rãi, được lát gạch màu đen từ dưới lên trên, rất sạch sẽ. Có một cái cửa thông gió giúp cho nhà vệ sinh luôn luôn sáng và thông thoáng. Mình không cần phải bật điện vào ban ngày, nhà vệ sinh vẫn sáng. Đây là một cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này cũng có cửa sổ. Cửa sổ này mở ra phía sau, mình có thể nhìn ra phía sau. Đây là cửa lùa và mình sẽ lắp kính. Thì ban buổi sáng sẽ đón nắng ánh bình minh thì rất là tốt. Đấy, đường phía sau cũng là lát nhựa luôn. Chỗ này là cái phía cái sân phía sau của căn nhà, có thể nhìn ra ngoài đường. Khu dân cư xung quanh đã rất là đông rồi, và những nhà hoàn toàn là độc lập, tường riêng hết, sổ riêng, hỗ trợ với ngân hàng tới 70%, thủ tục bên mình sẽ lo. Cơ sở hạ tầng được thiết kế như là một khu đô thị cao cấp, dạng như Phú Mỹ Hưng bên quận 7, có đủ cây xanh, như đường xá rất là đẹp, đường bàn cờ và đường rất rộng, không chật chội. Khu này thì không bao giờ ngập cả.
rồi mình sẽ đi ra phía ngoài. Căn này 3 phòng ngủ ở bên trên và có một phòng ngủ ở bên dưới dành cho người lớn tuổi hoặc là khách có thể ở lại qua đêm. Cầu thang tay vịn sẽ bằng gỗ căm xe, mặt đá cầu thang bậc thang sẽ là đá granite màu đen và sẽ được lắp kính cường lực che chắn. Đây có thể là phòng ngủ chính của căn nhà, có cửa ra bên ngoài hành lang và có cửa sổ luôn, rất là thông thoáng. Thiết kế như vậy để mình tiết kiệm được ánh sáng, tiết kiệm điện năng và đón ánh sáng tự nhiên, nhà sẽ rất là sáng và đẹp, không bị tối hay là bít kín căn nhà. Gió tự nhiên cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình, không bị ngột ngạt bên trong. Đây là phía bên ngoài ban công, nhìn ra đường chính của mình. Đường là đường trải nhựa rồi. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Ở đó sẽ là một cái khu dự án sắp tới sẽ phát triển. Ở đường trước nhà rất là thoáng, cây xanh cũng ra rất là to lớn rồi. Chỗ này mình có thể đậu xe hơi vô tư luôn. Mình có thể đậu ngoài đường hoặc là đậu lên lề đường là 3 mét. Nó rất là khoáng, nhà mặt tiền nó tuyệt vời. Phòng này rất rộng, khoảng vài ngày nữa thì căn nhà này sẽ được hoàn thiện và lúc đó nhà sẽ rất là đẹp. Đó có thể mình xuống, mình sẽ quay lại cho các anh chị theo dõi. Bên mình còn bán rất là nhiều những căn nhà bên dưới, thì các anh chị hãy nhấn vô cái phần mô tả, thì ở đó mình sẽ để cái đường link căn nhà được mình đang bán, có những căn nhà 5x20 khác hoặc là 6x18 hoặc là những căn nhà giá dưới 1 tỷ, và cũng có những căn nhà 400 dành cho những anh chị chưa có nhiều tiền. Đây là mặt trước của căn nhà. Bây giờ mình sẽ đi ra bên phía hông bên trái. Đấy, tường riêng luôn, không có chung đụng với ai hết. Đây là tường phía bên trái của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía sau. Đây là phía sau của căn nhà. Ở bên dưới mô tả thì mình sẽ để cái đường link những căn nhà mà mình đang bán, thì nếu các anh chị có nhu cầu thì có thể xem thêm cái đường link mô tả bên dưới để mình chọn được những căn nhà ưng ý nhất. Và hy vọng các anh chị sẽ ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký kênh để mình theo dõi những căn nhà tiếp theo, và mình sẽ hỗ trợ những cái thông tin khác về nhà đất cũng như xây dựng. Mong các anh chị ủng hộ kênh của mình. Đây là phía bên phải của căn nhà, tường bên phải. Đó, căn nhà này hoàn toàn tách biệt, không có xây chung đụng với một cái căn nhà nào khác. Nên là các anh chị thích căn nhà tách biệt như vậy thì các anh chị có thể liên hệ với mình để sở hữu căn nhà này. Giá trên 2 tỷ và dưới 3 tỷ.
Đây là mặt trước. Đấy. Căn nhà này sắp tới khoảng một vài ngày tới sẽ hoàn thành và nhà sẽ rất là đẹp, nhà hoàn toàn riêng biệt và trong mặt mặt tiền khu đô thị. Bên dưới thì mình sẽ để những cái đường link mô tả những cái căn nhà khác mình đang bán, các anh chị có thể click vô bên dưới để theo dõi thêm. Và các anh chị đừng quên là đăng ký cái kênh của mình để có thể theo dõi những cái nhà tiếp theo phù hợp với nhu cầu của mình. Bên mình bán nhà từ 400 triệu đến vài tỷ thì giá nào cũng có, phù hợp với nhu cầu của mình thì mình mua. Còn nếu như mình chưa mua được thì mình cứ theo dõi tới khi có những căn nhà thích hợp mình sẽ đi xem, và nếu đồng ý thì mình mua thôi. Bên mình sẽ hỗ trợ những thông tin về nhà đất ở Bình Chánh cũng như Hồ Chí Minh, mong các anh chị ủng hộ cho mình. Đây là đường trước nhà và tới đây thì mình sẽ kết thúc cái quay cái nhà này ở đây, và các anh chị hãy ấn đường link mô tả bên dưới để coi thêm. Cảm ơn các anh chị.